Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Westminster ở California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Và chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook của phòng đang có vấn đề về livestream, không phát livestream được, đành phải phát lại trên YouTube. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả bên Facebook. Và trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, hai bản tin mà tôi có được cho thấy rằng là thứ nhất là sự tuyệt đối của ông Trump trong cái vấn đề gọi là bầu cử sơ bộ và vị trí của ông đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống có vẻ như là không hề suy chuyển. Và thứ hai là tình trạng của Joe Biden có thể sẽ bị thay ngựa giữa dòng. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Thì quý vị biết ngày hôm nay là ngày 15 tây tháng 1, tức là ngày tiểu bang Iowa sẽ chọn ra cái người đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Và các cực tri tại Iowa, bất kể trời bão tuyết vẫn turn out rất là đông, có thể nói là turn out rất là đông để mà và cái này nó không phải là cái cuộc bầu cử sơ bộ mà các cử tri cũng như các đại biểu của tiểu bang Iowa sẽ chọn cái người nào đại diện cho đảng ra tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ, mình gọi là caucus chứ không phải là một là cái cuộc họp kín hay là cái cuộc họp của các cử tri họ thống nhất lại với nhau, chứ không phải là một cái cuộc gọi là bỏ phiếu tương tự như những cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thì quý vị, tôi có bản tin đầu tiên là tất cả những cư dân của Iowa họ nói rằng họ không hề thay đổi ý định nếu như mà ông Trump bị kết tội. Quý vị, đây là một trong những cái điều mà họ nói rằng là không tác hại tới sự ủng hộ của họ. Quý vị, hầu hết những người mà ủng hộ cho ông Trump nói rằng việc mà ông Trump có bị kết tội hay không cũng không tác hại tới sự ủng hộ của họ dành cho ông Trump. Cựu Tổng thống Trump không những là ca ngợi cái sự cứng rắn của người dân Iowa trong ngày Chủ nhật, bất kể là thời tiết có thể khó khăn gây khó khăn cho họ đi mà ra ngoài để mà turn out. Thì quý vị, ngoài ra họ cũng đồng thời cứng rắn trong vấn đề ủng hộ cho ông chống lại những cái phiên tòa đang xét xử ông. 6 trong 10 người của Iowa thuộc đảng Cộng hòa, là 61% nói rằng bất kỳ một cái tiềm năng kết tội nào đối với ông Trump cũng sẽ không thay đổi lá phiếu của họ trong năm 2024 nhắm vào chống lại ông Joe Biden, theo tường trình cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register đã thăm dò vào tối ngày thứ Bảy, tức là trước khi mà có cái caucus ngày thứ Hai. Và trong đó 19 người nói rằng và 19% nói rằng bất kể đảng Dân Chủ có kết tội ông kiểu nào thì họ vẫn tiếp tục duy trì lá phiếu của họ cho ông. Và trong đó thì quý vị, hầu hết các cử tri của Iowa, những người này nói rằng là họ ủng hộ cho ông Trump. Và trong đó 74% nói rằng ông Trump có thể đánh bại cho ông Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử và gia tăng được gần như là 10 điểm kể từ hồi tháng 8 trong cuộc thăm dò mới nhất. Tôi có cảm giác cái hệ thống tư pháp này đang được sử dụng là một thứ vũ khí. Erica Martin, 50 tuổi, đã nói với tờ Des Moines Register ở tại Indianola, Iowa, nơi mà ông Trump đã có một cái cuộc nói chuyện vào ngày Chủ nhật vừa qua. Và đồng thời, Martel Kuko, 51 tuổi, cũng lên tiếng và lo ngại về tình trạng mà không có lo ngại lắm về tình trạng mà ông Trump bị kết tội và bị cáo trạng. Tôi không nghĩ rằng ai nếu là Donald Trump, ông ta đối diện với tất cả những cái cáo trạng này và khi được hỏi là có thay đổi cái ý định ủng hộ cho ông Trump hay không nếu mà ông Trump bị kết tội, thì nói không, không thay đổi ý định. Và việc mà vũ khí hóa trong bộ tư pháp đã trở thành một cái động lực mà cho họ giúp cho ông Trump, gần như là họ cho rằng đây là hành động nỗ lực gọi là xen vào bầu cử. Và bằng chứng cho thấy là các phiên tòa này gần như là nó bắt đầu từ cái chiến dịch tranh cử của ông Trump, và ông nói rằng đây là những kẻ, những con thú thì đúng hơn, đây là lời phát biểu của ông. Tuy nhiên thì quý vị thấy rõ ràng cuộc thăm dò này đã được thực hiện từ ngày 7 cho tới ngày 12 tây với 705 những cử tri đã ghi danh tại Iowa, và kết quả sai biệt của họ là 3.7%, cho thấy là họ không thay đổi ý kiến bất kể ông Trump có bị kết tội hay không. Đó là cái bản tin thứ nhất cho quý vị thấy được cái tinh thần của người Mỹ thông qua các cử tri của Iowa.
Và cuộc thăm dò mới nhất của đài truyền hình ABC cho thấy là mức thăm dò của ông Joe Biden thấp nhất trong vòng 15 năm và 71% nói rằng nền kinh tế quá tệ hại. Đó là một trong những cái cuộc thăm dò của đài ABC đưa ra. Quý vị, đài này là một cái đài có rất nhiều những cái chương trình khuynh tả chống ông Trump, nhưng mà phải thú nhận là Joe Biden rất tệ. Ông Tổng thống Joe Biden đã có mức thấp nhất mà chấp thuận của ông ta trong 15 năm qua. Đó là bản thăm dò mới nhất của đài ABC và Ipsos đưa ra. Ông Biden, mức thăm dò của ông ta tụt xuống còn có 33%, mức thấp nhất kể từ thời của Tổng thống Bush con từ 2006 tới 2008. Theo tường trình của ABC, và ông ta có tới 58% không đồng ý ông ta trong vai trò Tổng thống. Và gần như là cái mức chấp thuận tiêu cực và không, ông ta đã gần như là đã gây ảnh hưởng tới rất là nhiều. Cuộc thăm dò này đồng thời cho thấy rằng là ông Tổng thống Trump, người được xem là đứng đầu ở của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, cho thấy rằng là ông được 68% có thể thắng được trong cuộc tổng tuyển cử này. Và những cử tri này, 72% những người ủng hộ của Đảng Cộng hòa nói rằng ông ta sẽ ủng hộ ông Trump nhiều hơn so với Đảng Dân chủ ủng hộ cho ông Joe Biden có 57%. Đây là một trong những cuộc thăm dò của ABC và Ipsos đưa ra. Ông Trump đồng thời được sự ủng hộ vào tháng 5. 75% thành viên của Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ hy sinh để giữa lúc mà đảng này đang có một cái họ xác nhận, chứ không phải hy sinh, quý vị, satisfy, tức là họ xác nhận là sẽ ủng hộ cho ông trong cái vai trò được đề cử. Trong khi đó thì mức ủng hộ của ông Joe Biden 21% thấp hơn so với mức trung bình của người da đen, 15% so với mức trung bình của người Hispanic và 6% dưới mức trung bình của người da trắng. Và gần như là trong cộng đồng da đen có cái sự phân hóa rất nhiều. 81 tuổi, ông Joe Biden vẫn thua cho ông Trump 77 tuổi, 20 điểm, là 28% tới 47%, khi mà cử tri nói rằng các ứng cử viên có đầy đủ tinh thần để phục vụ trong vai trò tổng thống, và thua gần 30 điểm, tức là 57 trên 28 khi nói rằng là yếu tố tâm lý và cái sức khỏe tâm lý của họ, của ông Joe Biden không bằng ông Trump. Và nếu mà không có cuộc bầu cử tổng thống này thì ông Joe Biden vẫn thấp nhất, không chỉ có 71% nói rằng nền kinh tế bị tệ hại, 74% khối cử tri độc lập, gần như là phân nửa đảng Dân chủ là 49% nói tương tự như vậy. Chỉ có 24% là cử tri cho rằng là nền kinh tế tốt mà thôi. Cuộc thăm dò này được đưa ra và thực hiện từ ngày 4 tới ngày 8 tây tháng 1 với tổng số người được cử tri được thăm dò là 2.228 người trưởng thành trên toàn quốc. Quý vị, hai cuộc thăm dò và cho thấy rằng là thứ nhất về phần của ông Trump, tôi phân tích hai phần. Phần thứ nhất của ông Trump, phần thứ hai là của Joe Biden. Phần thứ nhất của ông Trump, giống như tôi đã từng nói trong tất cả các livestream trước, nếu ông Trump bị kết tội trong bất kỳ một tội danh nào, tổng cộng 91 tội danh nhắm vào ông trong 4 cáo trạng, thì ông sẽ thắng landslide, tức là ăn một cách vĩ đại luôn. Thì quý vị, ngày hôm nay tiểu bang Iowa đã chứng minh, ngay ngày hôm nay là cái ngày mà đang có bão tuyết và thời tiết rất lạnh, tuyết đổ rất là nhiều, nhưng mà người dân Iowa vẫn tràn ra ngoài đường và tràn tới những cái phòng họp kín để mà bắt đầu bình chọn ai là người đại diện. Thì theo các dự đoán của những cơ quan truyền thông và kể cả những tổ chức độc lập, thì họ nói rằng ông Trump chắc chắn đã thắng luôn, chứ không phải là sẽ thắng nữa, ở Iowa. Kết quả tối ngày hôm nay chúng ta mới biết được ai là người chiến thắng ở Iowa giữa Ron DeSantis, Nikki Haley, ông Trump, Ramaswamy và ông Hutchinson. Thì Ramaswamy và ông Hutchinson thì điểm khá thấp. Thì quý vị, hai người có điểm cao mà bà Nikki Haley đã qua mặt luôn Ron DeSantis trong cuộc thăm dò trước đây một ngày, là bà từ 16% lên 20%. Còn Ron DeSantis từ 19% tuột xuống còn có 16%. Trong khi đó, ông Trump được 48%. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta thấy rõ Iowa sẽ chọn ông Trump là người đại diện cho đảng Cộng hòa tại Iowa tranh cử tổng thống. Thì quý vị, thứ nhất là chúng ta thấy được là cái chiến thắng đầu tiên của ông Trump rồi. Tuần sau, tức là hai tuần nữa chứ, gần hai tuần nữa. Tuần sau chứ quý vị, là ngày 23 tây, tức là ngày thứ ba. Còn 8 ngày nữa. Ngày thứ ba tuần sau là ngày mà tiểu bang New Hampshire sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Và các dự đoán cũng cho rằng ông Trump sẽ thắng ở đây. Có nghĩa là hai tiểu bang đầu tiên thì coi như là thấy ông Trump đã thắng rồi đó quý vị.
thì rõ ràng là cái mức ủng hộ của ông Trump không hề suy chuyển, kể cả việc ông bị kết tội. Và giống như tôi đã từng nói với quý vị, dù đảng Dân Chủ đưa ra bất kỳ một chiêu bài pháp lý nào, ông Trump vẫn thắng. Dù là họ kết tội ông Trump về một cái tội nào đó trong tổng cộng 91 tội danh, hay là một số tiểu bang vẫn tìm cách xóa tên ông trên lá phiếu bầu, người dân muốn bầu cho ông thì phải tự điền tên ông vào lá phiếu, thì ông vẫn thắng như thường. Chưa kể là cái sự support của đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang. Họ tuyên bố nếu tiểu bang nào mà cấm tên ông Trump thì họ không làm sơ bộ, họ sẽ làm giống như Iowa, tức là caucus, họ sẽ bình chọn người ra luôn, không cần điền bầu cử sơ bộ nữa. Thì quý vị, điền bầu cử sơ bộ thì còn phải kiểm tra lá phiếu, còn caucus là họ sẽ bình chọn ra người đại diện cho họ luôn. Thì điều này cho thấy rõ ràng là gì quý vị, ông Trump gần như nắm tuyệt đối ở trong đảng Cộng Hòa. Chưa kể ngày hôm qua và ngày hôm nay, từ Hạ viện tới Thượng viện, liên tục đã có những thượng nghị sĩ có chỗ đứng rất vững chắc và cả các dân biểu đồng loạt đã ủng hộ cho ông Trump. Tổng cộng ổng có là 135 người ở Quốc hội lưỡng viện ủng hộ cho ổng, trong đó 111 lá phiếu của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã chính thức endorse cho ông Trump. Còn trên sàn Thượng viện, 24 thượng nghị sĩ đã ủng hộ cho ông Trump và endorse ông Trump. Kể cả Marco Rubio ngày hôm qua cũng đã lên tiếng ủng hộ cho ông Trump rồi. Thì quý vị, coi như là ở trên sàn Quốc hội ông Trump nắm chắc rồi. Tại vì Ron DeSantis chỉ có 5 người ủng hộ, còn bà Nikki Haley chỉ có 1 người bên Hạ viện ủng hộ thôi. Trong khi ông Trump tới 111 bên Hạ viện, 24 bên Thượng viện. Thì xét về mặt rõ ràng bầu cử thì ông Trump coi như là nắm vị trí gần như tuyệt đối. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái mà những thành viên của đảng Cộng Hòa và kể cả cá nhân tôi lo ngại là việc kết tội ông Trump có ảnh hưởng tới lá phiếu của người ta hay không. Thì câu trả lời gần như là không. 6 trong 10. Riêng tại Iowa là 6 trong 10 người nói no. No matter what, ông Trump có bị kết tội hay không, chúng tôi vẫn bỏ phiếu cho ông Trump. Có nghĩa là quý vị, cái việc kết tội của đảng Dân Chủ không ảnh hưởng tới ông Trump. Lạng quảng nó còn đẩy cái vị thế ông lên cao hơn. Và ông sẽ thắng landslide. Landslide tức là thay vì thường thường, cái người thắng cử tổng thống là trên 270 cử tri đoàn. Trên 270 thì mức thắng thường thường là 306 hoặc là 280 mấy hay 90 mấy là coi như là thắng rồi. Lần này nếu như mà ông Trump mà bị kết tội là cái lượng cử tri đoàn bỏ mà thắng mà ông Trump thắng có thể lên tới 350 cho tới 400. Trong tổng số là hơn 500 cử tri đoàn. Tức là 539 cử tri đoàn. Tổng cộng cử tri đoàn trên toàn quốc là 539 cử tri đoàn. Thì ông Trump có thể thắng từ 350 tới 400. Nếu ông bị kết tội. Có nhiều công ty truyền thông nó làm cái cuộc thăm dò theo kiểu của nó. Thì nó nói rằng là sẽ từ bỏ ông Trump nếu ông bị kết tội. Nhưng thật sự tôi đã nói quý vị là khi mà những người ủng hộ cho ông Trump, họ không thay đổi quan điểm. Còn những kẻ giả hình, miệng thì nói ta ủng hộ ông Trump, nhưng mà thật sự không phải, thì những kẻ này có thể thay đổi lá phiếu. Và những kẻ này chưa bao giờ được count vào. Còn những cái người mà ủng hộ cho ông Trump rất solid, tức là rất là cứng, họ không có thay đổi ý định. Cá nhân tôi bây giờ ông Trump có bị gì tôi cũng bỏ phiếu cho ông Trump, no matter what. Thì những người mà ủng hộ cho ông Trump trong phong trào MAGA, họ cũng không thay đổi lá phiếu. Do đó quý vị, những cuộc thăm dò có ý định đả kích ông Trump hoàn toàn thất bại. Ổng coi như là qua cái biến cố và qua cái cuộc gọi là bình bầu ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng ông Trump chắc chắn nắm lá phiếu đại diện cho đảng Cộng Hòa. Ok, đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, Joe Biden. Thì quý vị thấy mức thăm dò mới nhất mà ABC làm cái cuộc thăm dò thấp nhất trong vòng 15 năm. Từ thời của Bush con tới bây giờ. Thấp nhất trong vòng 15 năm. Có nghĩa là
mức ủng hộ của Joe Biden còn có 33%. Trong khi đó, mức mà không ủng hộ trong ta lên tới 58%. Con số này, mức ủng hộ 33% là con số mà 15 năm qua. Nhưng mà mức không chấp nhận Joe Biden đó, lên tới 58% là kể từ đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Kể sau đệ nhị thế chiến, thời của ông Harry Truman cho tới bây giờ. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden càng lúc càng bị mất điểm, và trong đó họ cho thấy là mức mất phiếu của Joe Biden ở mức độ nào. Từ cái cộng đồng da đen, cộng đồng Latino cho tới cộng đồng da trắng, Joe Biden liên tục bị mất điểm. Điều này có nghĩa là quý vị, thật sự ông ta có bị mất điểm hay không? Chúng ta nhìn thấy nền kinh tế chúng ta đã biết. Nhưng các cuộc thăm dò của những công ty truyền thông khuynh tả này dường như là họ đang muốn đảng Dân Chủ và áp lực đảng Dân Chủ thay ngựa giữa dòng. Tức là không muốn Joe Biden tái tranh cử nữa. Tôi chưa biết họ sẽ chọn ai. Nhưng mà điều đầu tiên là phải loại Joe Biden ra khỏi cuộc tái tranh cử. Do đó, ABC là một trong những đài khuynh tả. Và ABC có những cái chương trình thường xuyên đả kích bên bảo thủ đảng Cộng Hòa và đặc biệt với ông Trump. Quý vị còn nhớ cái chương trình The View. Chương trình The View là cái chương trình nói chuyện vào buổi sáng đó của mấy bà nữ, mà trong đó hầu hết là những thành phần được xem là khuynh tả. Chương trình này chính ra là cái người sáng lập cái chương trình này đã chết rồi. Bà Barbara Walters. Bà là một trong những ký giả kỳ cựu và phóng viên, cũng như là một trong những nhà truyền thông kỳ cựu của đài ABC. Thì Barbara Walters lập ra cái chương trình The View này để thảo luận tất cả những vấn đề xã hội, chính sách và chính trị. Nhưng mà kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống năm 2017, thì quý vị, The View đã chuyển đổi trở thành một cái loa tuyên truyền của lực lượng khuynh tả chống Trump. Chống Trump tối đa luôn. Trong đó quý vị thấy cả như Whoopi Goldberg là cái bà mà da đen đó. Bà còn quỳ gối năn nỉ Lee Cheney ra tranh cử để mà đánh bại ông Trump. Bà nói là on my knee luôn, tức là quỳ gối luôn đó. Thì quý vị biết cái chương trình The View là của ABC là cái chương trình cực tả. Cực tả không khác gì cái chương trình của Jen Psaki ở bên MSNBC hết. Thì quý vị, ngay cả đài ABC cho thấy rằng là gần như Joe Biden 71% nói nền kinh tế tệ hại. 33% mức ủng hộ của ông ta còn ở mức này thôi. 58% nói rằng không có đồng ý ông Trump trong vai trò tổng thống. Disapprove. Điều này cho thấy rằng là ABC và Washington Post là hai công ty truyền thông đang dẫn đầu trong cái chiến dịch đòi thay ngựa giữa dòng. Tức là một cái chiến dịch tìm cách triệt hạ Joe Biden, giảm đi cái mức ủng hộ của Joe Biden, và đồng thời là muốn chọn một người khác thay vì Joe Biden. Do đó họ đưa rất nhiều những cuộc thăm dò, những cái thông tin tiêu cực tới Joe Biden. Thì quý vị, rõ ràng là các công ty truyền thông này, tôi không biết, họ vẫn ghét ông Trump, họ không ưa ông Trump, nhưng mà họ nói rằng Joe Biden không đủ khả năng đánh bại được ông Trump lần này. Do đó họ muốn thay ngựa giữa dòng. Nhưng mà giống như tôi nói, có thay ngựa giữa dòng, không có một ứng cử viên nào bên đảng Dân Chủ có đủ qualify đánh bại ông Trump hết. Ngoại trừ Joe Biden ra. Người thứ hai mà có khả năng là Hillary Clinton. Nhưng mà nếu mà bà tuyên bố ra, lạng quạng bà sẽ phải đi tù. Tại vì khi bà tuyên bố ra, thì hồ sơ Benghazi và các cái email mà bà ta xóa đi sẽ được moi lên trở lại. Nếu bà ta tuyên bố ra tranh cử, thì quý vị, bà ta là người tương đối ngang hàng với lại Joe Biden, có khả năng đánh bại được ông Trump. Còn tất cả những người khác, không có một người nào bằng Joe Biden có thể đánh bại được ông Trump. Từ Kamala Harris, Bernie Sanders, cho tới Gavin Newsom, hay là Michelle Obama. Những người này không đủ qualify để đụng tới cộng lông của ông Trump, chứ đừng nói đánh bại ông. Trong số tất cả những ứng cử viên của đảng Dân Chủ, người duy nhất bây giờ vẫn là Joe Biden. Vẫn là Joe Biden thôi. Nhưng bây giờ các cái công ty truyền thông và những cái khối phiếu trẻ của đảng Dân Chủ, họ không muốn Joe Biden.
Do đó, bây giờ họ muốn áp lực đảng Dân Chủ là thay ngựa giữa dòng, nhưng họ lại không đưa ra được ứng cử viên nào sáng giá. Do đó, họ chỉ đưa làm những cái cuộc thăm dò đấy. Ồ, các anh chọn Joe Biden thì cứ chọn đi. Nhưng mà tôi cảnh báo, Joe Biden đã thua. Mức chấp thuận của ông thấp quá rồi. Mức ủng hộ của ông thấp quá rồi. Sẽ thua cho Donald Trump và Donald Trump sẽ quay trở lại. Đây là cái cách mà các công ty truyền thông của cánh tả, khuynh tả đang thực hiện. Thì quý vị, lần này Joe Biden gặp phải thách thức là không còn được sự ủng hộ tuyệt đối của những công ty truyền thông khuynh tả nữa. Từ tờ Washington Post cho tới đài ABC và ngay cả CNN. Bây giờ tôi nói thẳng với quý vị, chỉ còn hai cái công ty truyền thông mà rõ nét nhất mà ủng hộ cho Joe Biden. Thứ nhất là tờ New York Times. Thứ hai là đài truyền hình MSNBC. Là còn hai cái nơi này là được xem là ủng hộ tuyệt đối cho Joe Biden thôi. Và là cái loa tuyên truyền của chiến dịch tranh cử Joe Biden. Còn lại tất cả các công ty truyền thông, gần như là họ muốn đánh bại Trump. Họ không muốn Trump ra thắng cử. Nhưng mà họ không tin rằng Joe Biden thắng được ông Trump. Và họ cho rằng là Joe Biden không đủ qualify nữa. Do đó quý vị, ngay cả giới truyền thông khuynh tả bây giờ cũng bắt đầu có sự phân hóa rồi. Thì quý vị, nhìn điều này và cái xu thế này, thì chúng ta thấy rõ nếu cuộc bầu cử diễn ra tháng 11, thì ông Trump thắng. Nhưng từ đây tới đó, còn những biến động gì hay không trong nội địa của Hoa Kỳ và kể cả ở bên ngoài, thì có thể nó ảnh hưởng và nó thay đổi. Chưa biết được. Nhưng bây giờ, trong lúc mà chưa có biến động gì cả, thì quý vị thấy rõ ràng, ông Trump vẫn chiến thắng. Ông Trump vẫn chiến thắng, tức là đảng Dân Chủ không còn cửa nào cản được ông Trump hết. Không còn cửa nào hết. Và cuộc chiến này, nó là một cái cuộc chiến của cái nền tảng của Hoa Kỳ. Tiếp tục duy trì cái nền tảng của đất nước này suốt hơn 200 năm qua. Hay nó sẽ bị transform thành một cái kiểu khác. Thì quý vị, đó là cuộc đối đầu. Cuộc đối đầu mà tôi cho rằng là cuộc đối đầu lần này, nó là cuộc đối đầu quyết định vận mạng của dân chúng Hoa Kỳ. Và đất nước Hoa Kỳ trong cái chính trường quốc tế, cũng như là cái sự phát triển nội địa. Quý vị thấy rõ ràng là trong thời gian gần đây, tất cả những cái trò gọi là dơ bẩn nhất, đảng Dân Chủ đã không từ bỏ một điều gì. Bởi vì họ biết đây là trận chiến cuối cùng của họ. Thua trận chiến này, họ sẽ mất trắng tất cả những gì họ đầu tư trong 30 năm qua. Họ sẽ mất trắng. Nếu họ thua trận này. Mà bây giờ thì không phải chỉ có một mình cá nhân ông Trump. Bây giờ không phải ông Trump đi. Bất kỳ một ứng cử viên nào của đảng Cộng Hòa cũng sẽ lột bỏ tất cả những chính sách này của họ. Cho nên quý vị, họ bằng mọi giá phải giành lại một nơi. Hạ viện, thượng viện hay ghế hành pháp. Thì bây giờ quý vị, cả ba nơi này chỉ còn hạ viện là nơi có thể họ chiếm được quyền đa số thôi. Trong cuộc bầu cử năm 2024. Còn thượng viện coi như tôi thấy họ đứt chến rồi. Thượng viện là sẽ thuộc về đảng Cộng Hòa rồi. Tại vì thứ nhất, ghế của Joe Manchin ở West Virginia, hầu hết là West Virginia là Red State, đảng Cộng Hòa. Thứ hai là cái ghế của bà Sinema ở Arizona bị chia phiếu. Do đó, hai ghế này có thể mất vào tay của đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ mất quyền đa số ở thượng viện. Còn Hạ viện thì bây giờ đảng Cộng Hòa đã chỉ gác rất là ít. Ông George Santos đã bị đẩy ra rồi. Thì 220 trên 113, 7 phiếu. Thì họ có thể flip được. Nhưng mà với tình hình trước mắt thì tôi không thấy họ flip được. Với tình hình trước mắt thì rõ ràng là họ mất ghế. Bởi vì cái chính sách của Joe Biden. Tuy nhiên họ có thể flip được một số nơi. Bởi vì có một số thành viên của đảng Cộng Hòa về hưu và chuyển district, ví dụ như là bà Lawrence Barber ở tại Colorado, thì cái district của bà là thuộc đảng Cộng Hòa. Nhưng mà có đảng Dân Chủ rất là nhiều. Thì bây giờ đảng Dân Chủ thông qua những nhân vật của Hollywood đổ tiền vào cái district của bà để lấy cái ghế này. Bà Barber vì an toàn, bà nhảy qua cái district của ông Ken Burke.
ổng là tuyên bố ổng về hưu. Ổng tuyên bố ổng về hưu thì bả nhảy qua cái district của ổng an toàn hơn, tại cái district này toàn bộ là đảng Cộng hòa không. Thì bả vẫn ngồi được trên trên sàn của Hạ viện, nhưng cái district bả bỏ có thể lọt vào tay đảng Dân chủ. Lần này có thể lọt vào tay đảng Dân chủ. Do đó quý vị, dưới Hạ viện tôi chưa biết là họ có giành được hay không. Bởi vì dưới Hạ viện hiện nay thì ông Mike Johnson đã qua cái giai đoạn honeymoon rồi. Bây giờ lại có sự phân hóa liên quan tới cái ngân sách tiêu xài của chính phủ và cái chính sách ở biên giới. Chính vì vậy mà nó có sẽ có sự phân hóa, và sự phân hóa này có thể khiến cho Đảng Cộng hòa mất cái quyền đa số ở Hạ viện vào tháng 11 sắp tới. Cái này mình chưa biết, phân tích thôi. Nhưng trên sàn Thượng viện, Đảng Cộng hòa lấy lại được. Trên sàn Thượng viện thì Cộng hòa có vẻ kiểm soát được Thượng viện trở lại. Thì quý vị, còn lại ghế hành pháp, thì ghế hành pháp bây giờ thì quý vị thấy rõ ràng là ông Trump gần như tuyệt đối rồi. Các cuộc thăm dò càng lúc thì ổng càng gác điểm của Joe Biden, chứ không phải thu điểm nữa. Mức điểm càng lúc càng tăng. Có nghĩa là Joe Biden không còn cửa thắng được ông Trump nữa. Do đó, bây giờ đảng Dân Chủ đang nghĩ tới cái chuyện gọi là đổi người giữa dòng. Không phải đảng Dân Chủ, mà những kẻ ủng hộ trong đảng Dân Chủ. Những cái đài truyền thông này và những cái khối cử tri ở trong đảng Dân Chủ đang muốn thay ngựa. Đảng Dân Chủ thì không muốn thay. Tại vì họ không kiếm ra được người nào có đủ khả năng hơn được Joe Biden đánh bại ông Trump. Nói nếu mà nói Kamala Harris thì nó còn tệ hơn ông Joe Biden nữa. Còn Gavin Newsom thì không có tiếng tăm gì ở những tiểu bang khác. Và đặc biệt là 7 tiểu bang swing state, họ không ưa Gavin Newsom. Từ quý vị thấy là Pennsylvania nè, Wisconsin nè, rồi Michigan nè, North Carolina nè, Georgia, rồi tới Arizona và Nevada. Thì quý vị, trong 7 tiểu bang này, hai tiểu bang không ưa Gavin Newsom là Arizona và Nevada. Bởi vì hai tiểu bang này có đường biên giới với lại California. Và họ thường xuyên đụng chạm với Gavin Newsom trong các cả chính sách tiểu bang. Ảnh hưởng tới cái sòng bài của Las Vegas của Nevada. Ảnh hưởng tới cái việc mà hệ thống giao thông vận tải giữa Arizona và của California. California càng lúc càng siết chặt cái luật về môi trường, khiến cho những chiếc xe truck từ Arizona mà đi vào California gặp khó khăn rất là nhiều. Rồi tiểu bang Nevada, cái lợi tức của họ là kỹ nghệ du lịch. Kỹ nghệ du lịch và cái thành phố Las Vegas, thì California lại ra những cái luật rất là khó khăn cho những người ở nước ngoài vào California du lịch. Họ đi du lịch là họ tới California, xong là họ tới Las Vegas. Thứ hai là California lại thúc đẩy nhiều sòng bài Indian Casino cạnh tranh với Las Vegas. Nó giảm đi rất là nhiều. Do đó, Nevada không ưa gì Gavin Newsom cả. Rồi Arizona cũng không ưa gì Gavin Newsom cả. Hai tiểu bang này đều là hai tiểu bang chiến lược. Do đó Gavin Newsom không đủ khả năng thắng ở những cái tiểu bang chiến lược này. Do đó bỏ Gavin Newsom ra thì quý vị thấy còn ai nữa? Còn Michelle Obama, thì bà này có vẻ như bà không có ý định tranh cử. Bà chỉ muốn đầu tư và trở thành một ngôi sao ở trong giới giải trí thôi. Vợ của Obama đó, bà ta đang lợi dụng cái thế của Obama để bà ta xây dựng cái chỗ đứng của bà ta trong giới giải trí điện ảnh và sản xuất truyền hình. Thì tôi không thấy là bà này có ý định rồi. Riêng Hillary Clinton thì bà ta không muốn ra trở lại. Even Joe Biden rút lui, bà cũng không rút ra. Tại vì bà biết được, bà mà ra một cái thì cái hồ sơ bà còn thúi gấp mấy lần cái hồ sơ của Joe Biden. Từ cái Clinton Foundation của gia đình bà ta cho tới cái mối quan hệ của Bill Clinton với lại Chap Singh, tức là Áp Singh, tức là cái ông mà đã tự tử trong tù vì cái tội gọi là tổ chức đường dây bán tình dục trẻ em đó. Bill Clinton dính rất sâu nặng với ông này, Epstein. Rồi chưa kể cái hồ sơ Benghazi, cái hồ sơ mà đại sứ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố. Nó sẽ được moi lên hết trở lại. Và quý vị, do đó Hillary không muốn take cái risk này. Bà ta không ra tranh cử. Vậy thì còn ai?
Quý vị trả lời cho tôi nghe, đảng Dân Chủ còn ai tái tranh cử đây? Còn ai thế được Joe Biden đây? Không có. Do đó, lần này đảng Dân Chủ đang vướng vào một cái khó khăn của họ. Bỏ Joe Biden thì không kiếm được người khác. Mà giữ Joe Biden thì sẽ mất phiếu. Sẽ bị mất phiếu, sẽ không những là thua hành pháp, thua thượng viện, lạng vạng chưa chắc lấy được hạ viện nữa. Do đó quý vị, lần này đảng Dân Chủ đang đối diện với cái thách thức và Donald Trump vẫn thống trị. Rõ ràng đảng Dân Chủ muốn thay ngựa nhưng kiếm không ra ngựa. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.